Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Tấn công Việt Nam, Tập Cận Bình huy động cố xây dựng Đảng, Nguyễn Phú Trọng loay hoay. Vâng, các bạn cũng đã biết trong thời gian vừa qua tại Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều cái sự việc nghiêm trọng, và đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì tại Việt Nam, Hội nghị Trung ương 11 cũng đã diễn ra, nhưng trong toàn bộ hội nghị này, trong cái thông cáo cuối cùng thì không hề nói đến Trung Quốc, và điều đó đã đặt rất nhiều dấu hỏi đối với hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước, đối với ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cũng như lực lượng đứng đầu của nhà nước như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Chủ tịch Quốc hội. Và căng thẳng hai nước cùng thể chế chủ nghĩa cộng sản này hiện nay đã lên đến đỉnh điểm khi Việt Nam và Trung Quốc đang đối đầu trên Biển Đông hàng ngày, và điều này đã diễn ra hơn 3 tháng nay. Và cụ thể nhất chúng tôi xin chia sẻ với các bạn là hình ảnh biểu đồ hải trình của chiếc tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống đang xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay đang đo đạc. Tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 13 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 14. Vào lúc 14 giờ 32 phút hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2019, tàu Hải Dương 8 đã hoàn tất đường khảo sát thứ 13 và bắt đầu thực hiện đường khảo sát thứ 14 trong vùng khảo sát 4. Tức là đây là lần thứ tư tàu Hải Dương 8 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để khảo sát và không có được sự cho phép của Việt Nam, nhưng họ vẫn làm. Khoảng cách giữa các điểm cực Tây của đường khảo sát 14 này đến mũi đại lãnh là 60 hải lý, tức là 110 km mà thôi. Và nếu để gần lại thì các bạn thấy là rất rõ tàu Hải Dương 8 đang đi rất sát cái vùng biển, bờ biển của Việt Nam. Và tất nhiên với cái đường đi như thế này, trong cả quá trình thời gian qua rất thẳng và rất đều đặn, thì chứng tỏ rằng là Việt Nam không hề có biện pháp nào có thể ngăn cản được tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống của Trung Quốc, và họ vẫn tiếp tục làm như những cái gì họ muốn. Và đương nhiên với những cái đường khảo sát này thì cũng rất nguy hiểm cho tàu thuyền Việt Nam khi đi ra làm đánh cá, bởi vì nếu gặp phải tàu Hải Dương 8 thì cũng sẽ bị những tàu hải cảnh bên cạnh hộ tống, họ có thể chấn áp và thậm chí đâm chìm nếu lại quá gần. Và ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà Việt Nam không thể bảo vệ được ngư dân thì điều đó cũng rất tai hại. Và quân đội và lực lượng chấp pháp của Việt Nam chưa, dường như là bất lực, không thể bảo vệ được chủ quyền đất nước, và để tàu thăm dò và hộ tống của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam bất cứ khi nào họ muốn và bất cứ ở bao lâu họ cần. Và để khẳng định đường chín đoạn là họ vẽ ra là Việt Nam cần phải chấp nhận. Điều đó thì các bạn cũng có thể thấy trên những hải trình tiếp theo của chiếc tàu này. Đó là đây là hải trình tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm nay ngày 14 tháng 10 2019. Quá trình theo sát đối đầu giữa tàu Khánh Hòa 01015 với Hải Dương 8 tại khu vực khảo sát 4 từ ngày 27 tháng 9 đến hôm nay 14 tháng 10. Thì như vậy theo cái nhà phân tích Phạm Thắng Nam, và ông theo dõi thường xuyên cái hải trình của tàu Hải Dương 8, bởi vì họ bật định vị cũng như những tàu hải cảnh khác thì gần như là không thấy những tàu khác của Việt Nam đến ngăn cản, mà chỉ thấy mỗi chiếc tàu Khánh Hòa này lẻ loi mà thôi. Và tàu Hải Dương 8 thực hiện đợt khảo sát thứ tư tại khu vực khảo sát 4 từ ngày 27 tháng 9 đến nay, tức là đến ngày 14 tháng 10. Từ đó đến nay đã được 18 ngày, trong 18 ngày này Hải Dương 8 đã hoạt động liên tục không ngơi nghỉ phút nào, tức là theo hải trình mà ông nhận được thì tàu này hoạt động liên tục và không có thời gian nào để dừng hoặc là làm những công việc khác. Và như vậy là họ làm rất gấp cái việc mà khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong 18 ngày nói trên thì có phải Khánh Hòa 01015 vẫn kiên trì theo sát Hải Dương 8 hay không, hay tàu của ta có lúc phải rời bỏ hiện trường vì một lý do nào đó? Đây là chia sẻ của nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam đã chỉ ra như vậy ngày hôm nay trên trang tweet của ông. Và điều đó rất tai hại, vì nếu mà lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã không thể ngăn chặn được, và ngay cả tàu Khánh Hòa cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đến rồi lại đi, thì điều đó khiến cho Trung Quốc đương nhiên là họ vẫn có thể thăm dò một cách rất thoải mái trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chiến thuật của Trung Quốc là dùng các tàu hải cảnh to được trang bị vũ trang và với vũ khí hạng nhẹ. Số lượng của tàu của Trung Quốc lại đông hơn hẳn tàu cảnh sát biển Việt Nam, với trên 300 chiếc Trung Quốc đã đóng mới trong thời gian vừa qua. Thì đây là một lượng cảnh sát biển lớn hàng đầu của thế giới. Và những chiếc tàu này có thể đâm húc, phun vòi rồng và áp chế bất cứ tàu nào lại gần Hải Dương 8. Nó không gây chết người, không nổ súng, nên phía Việt Nam tất nhiên qua đó không thể có cớ rõ ràng để lấy làm bằng chứng để đưa ra kêu gọi quốc tế ủng hộ. Và những chiếc tàu đó mà các bạn thấy đã được Trung Quốc thiết kế rất đặc biệt, đó là mũi tàu rất nhọn. Đây chính là chiếc tàu hải cảnh số hiệu 37111 đã lao vào khu vực giàn khoan Hakuryu 5 trong thời gian qua.
Và cái chuyện còn chuyện khác là chuyện tàu hải cảnh có hơn 30 chiếc nó quấy giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản ở lô 061, quấy trực tiếp vào giàn khoan và nó ngăn cản hai tàu dịch vụ dầu khí của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam làm công tác hậu cần ở đây. Chuyện này nó làm liên tục từ ngày 6 tháng 6 năm 2019 cho đến nay. Ngắt quãng thì nó có một vài ngày không quấy, nhưng kể từ là từ đó nó quấy suốt. Hôm 9 tháng 10 có một tàu hải cảnh số hiệu là 37111 là chính là chiếc tàu này đã xông thẳng vào giàn khoan, nhưng theo cách nào, nhưng khoảng cách 30 km trước đó thì bị phía cảnh sát biển Việt Nam đẩy ra. Thì đây là cái điều rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Đây là chia sẻ của ông tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu về Biển Đông, cũng đã đưa lên trên trang truyền thông quốc tế như vậy. Và các bạn cũng đã thấy rất rõ cái mưu đồ của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông như thế nào. Giờ đây dường như Trung Quốc đã bắt đầu đẩy mạnh cái sử dụng mũi tấn công thứ hai trên bộ, tức là sau khi họ tấn công trên biển, họ tấn công mũi thứ hai nằm trong vụ chiến lược thôn tính mềm của Trung Quốc, đó là đánh đòn tâm lý vào hàng triệu người dân Việt Nam và những khách quốc tế cũng như truyền thông quốc tế. Và đây là nguyên nhân của các bộ phim có hình đường chín đoạn được khẳng định chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông đã xuất hiện trong thời gian qua tại Việt Nam. Và suốt 2 ngày hôm nay là chúng ta cũng đã chứng kiến truyền thông Việt Nam đã đăng tải về việc này. Và các bạn có thể thấy phim có đường lưỡi bò lọt vào rạp chiếu phim Việt Nam. Mới nhất là việc phim hoạt hình Everest Người Tuyết Bé Nhỏ có lồng ghép bản đồ đường lưỡi bò phi pháp vẫn được công chiếu tại Việt Nam. Từ cuối tháng 9, bộ phim hoạt hình Everest Người Tuyết Bé Nhỏ tựa tiếng Anh đã được quảng bá rầm rộ tại Việt Nam. Một trong hai nhà đồng sản xuất là công ty Pear Studio của Trung Quốc. Hình ảnh đường lưỡi bò trên tấm bản đồ Trung Quốc trên sân thượng tòa nhà Y, cụ thể hơn trong phim Avon Miner, hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong hai đoạn và bốn cảnh phim ngay trong phần trailer của phụ đề của tiếng Việt mà Hân Hạnh phát hành, thì cũng dễ dàng nhìn ra tấm bản đồ có đường lưỡi bò và nhân vật chính là Yi treo trên tường trong căn phòng nhỏ của cô bé. Tấm bản đồ này xuất hiện nhiều lần trong bộ phim đó và báo chí trong nước cũng như truyền thông quốc tế đã đăng tải hàng loạt về vụ việc nghiêm trọng này. Và điều này gây hại cho Việt Nam. Đây là những cái điều mà được phát hiện ra. Còn những ấn phẩm phim ảnh của Trung Quốc họ đã phát hành mà không được phát hiện thì chắc chắn còn nhiều hơn rất nhiều lần cái điều mà đã được công bố ngày hôm nay. Và việc quản lý ấn phẩm văn hóa của Việt Nam hiện nay khá lỏng lẻo, rất dễ bị mua chuộc khi cục điện ảnh chỉ có 11 cán bộ để duyệt cho hơn 200 bộ phim chiếu tại Việt Nam mỗi năm. Và tất nhiên những cái cán bộ này họ cũng biết rằng khi bị phát hiện để lọt những ấn phẩm tâm lý này của Trung Quốc và Việt Nam thì cũng không ai bị kỷ luật. Nên dường như Trung Quốc đã lợi dụng điều này bằng nhiều cách tuyên truyền cho chủ quyền của họ tại đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trước đây cũng đã xảy ra. Không có văn bản kỷ luật nào với sai phạm trong duyệt phim Điệp Vụ Đỏ. Liên quan tới việc tuyên truyền sai trái về Biển Đông trong bộ phim Điệp Vụ Đỏ từng được cấp phép phát hành tại Việt Nam vào năm 2018, ông Nguyễn Thế Bình cho biết sau khi thẩm định và rà soát lại quá trình cấp phép phổ biến bộ phim này thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo phải làm rõ trách nhiệm cá nhân. Kết quả Bộ trưởng đã chỉ ra yêu cầu kiện toàn lại Hội đồng Thẩm định Phim Quốc gia gồm 11 thành viên như hiện nay, tuy nhiên không có cá nhân nào bị kỷ luật liên quan đến vụ việc này. Thì đây là cái điều rất đặc biệt của Việt Nam, và khi chủ quyền của đất quốc gia đã bị xâm phạm bằng những hình thức như thế này thì những cái người cán bộ kiểm duyệt, tức là họ ăn lương nhà nước và ăn dùng tiền thuế của dân, thì lại không bị kỷ luật khi mà để lọt ra những cái điều mà gây tai hại như vậy. Và không phải chỉ có trên phim ảnh hộ chiếu hoặc áo phông của người Trung Quốc được in mang vào Việt Nam sử dụng để tuyên truyền cho chủ quyền của họ, mà ngay cả các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay khi sang Việt Nam cũng đã bị phát hiện mang nhiều tài liệu của ấn phẩm đường chín đoạn để phân phát. Và cụ thể nhất là chúng ta cũng thấy chia sẻ ngày hôm nay, đó là doanh nghiệp Trung Quốc ngang nhiên quảng bá ấn phẩm in hình đường lưỡi bò ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một tiêu đề và trong bài báo Thanh Niên cũng đã đăng trong ngày hôm nay. Chiều ngày 14 tháng 10, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ấn phẩm quảng bá du lịch Trung Quốc có đường lưỡi bò tại hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là ITE Hồ Chí Minh 2019, diễn ra tại thành phố vào tháng 9 năm 2019. Cụ thể trong thời gian diễn ra hội chợ du lịch, ban tổ chức phát hiện ở gian hàng Thượng Hải, Trung Quốc có doanh nghiệp mang theo ấn phẩm quảng cáo du lịch Trung Quốc in hình lưỡi bò. Ấn phẩm này là của công ty du lịch Hola China có trụ sở ở Thượng Hải, giới thiệu tour du lịch đi Thượng Hải được trưng bày và phát hành phát cho khách
khắp nơi. Và đây nếu mà để gần lại các bạn thấy rất rõ là cái đường lưỡi bò nó nằm rõ trong cái bản đồ du lịch của công ty này đã phát hành. Và điều này cũng rất nguy hiểm bởi vì nó sẽ gây ra cái ngộ nhận của Việt Nam cũng như khách quốc tế về việc Trung Quốc đương nhiên có chủ quyền ở đây. Và đây là hình thức rất khéo léo và rất thâm hiểm của Trung Quốc để xâm nhập vào cái truyền thông của Việt Nam. Và ở tầm vĩ mô và cao hơn thì biện pháp đánh vào tư tưởng mà Trung Quốc đã sử dụng từ lâu và khá hiệu quả, đó là việc ký các hiệp định trao đổi mời cán bộ nguồn của Việt Nam sang Đảng Cộng sản Trung Quốc để học. Và điển hình nhất khi ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là cái người đã mắc phải cái bẫy này. Và chúng ta cũng thấy hình ảnh rất cụ thể và chi tiết ông Nguyễn Phú Trọng là Việt Trung ký kết 12 văn kiện hợp tác. Ngay sau cuộc hội đàm chiều ngày 12 tháng 11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch Tập Cận Bình cùng nhau chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Đây là cái hình ảnh chuyến thăm và làm việc vào tháng 11 năm 2017 của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó có các văn bản rất quan trọng như sau: bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về thúc đẩy kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với sáng kiến vành đai và con đường. Đấy, điều này rất nguy hiểm bởi vì là nó sẽ trói buộc những cái nước khác với nhau, và cuối cùng là Trung Quốc là cái nơi mà hưởng lợi nhất vì nó là nơi sản xuất của thế giới. Điều thứ hai rất quan trọng trong cái hiệp định mà đã ký kết này là thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thì cái này là cũng là cái điều rất đặc biệt vì khi quân đội hai nước đã hợp tác rất chặt chẽ như thế thì cái việc đấu tranh với Trung Quốc trên Biển Đông sẽ rất khó khăn vì Trung Quốc đã biết rất rõ và quá rõ những cái cán bộ này cũng như những cái cách mà họ làm và cái phương pháp mà Việt Nam có thể áp dụng. Và khi các cán bộ nguồn của Việt Nam sang Trung Quốc để học từ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì những cái thông tin tuyệt mật của Việt Nam có thể bị Trung Quốc khai thác bằng nhiều cách, thậm chí mua chuộc sau khóa học về Việt Nam. Họ sẽ là những người tuyên truyền rất hữu dụng cho các chính sách của Trung Quốc, trong đó rất có thể sẽ bao gồm các về vấn đề chủ quyền của Việt Nam. Và các bạn có thể thấy rất rõ trong thời gian vừa qua đã có những chia sẻ trên mạng truyền thông xã hội về hình ảnh của trong buổi lễ bế giảng đào tạo cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam của Trung Quốc dành cho Việt Nam kỳ thứ 9. Và đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ của một cán bộ đã chụp. Và tất nhiên từ trước đến nay chúng ta sẽ chứng kiến hàng trăm đoàn cán bộ như thế này đi, và với số lượng hàng nghìn người, nhiều nghìn người đã được đào tạo như vậy. Và đấy là một cái lỗ hổng rất lớn của Việt Nam đối với Trung Quốc, và họ đã nắm được rất nhiều người trong đó, và điều đó sẽ gây hại cho Việt Nam trong thời gian tới. Và ngoài ra, những ai thể hiện thái độ chống đối với Trung Quốc, ngay cả Ủy viên Bộ Chính trị, tướng lĩnh công an, quân đội có lòng yêu nước cũng bị họ tìm cách khống chế thông qua bàn tay của những người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam để loại bỏ. Có thể kể đến trường hợp như cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng hoặc là tướng Trương Giang Long. Và các bạn cũng đã thấy đây là hình ảnh mà báo Trung Quốc lớn tiếng chỉ trích Bộ trưởng Đinh La Thăng. Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc ngày 10 tháng 1 có bài báo quan chức cấp cao Việt Nam mắng chửi nhà thầu Trung Quốc, nhân viên người Trung Quốc không thể lên tiếng. Đây là hình ảnh của ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Đinh La Thăng thời đó. Trong một bài báo khá dài, thời báo Hoàn Cầu tường thuật một cuộc họp ngày 4 tháng 1 giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông Việt Nam Đinh La Thăng với Tổng thầu Trung Quốc EPC liên quan đến tai nạn sập giàn giáo làm chết người ngày 28 tháng 12 năm 2014 trong dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Và dự án này do công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc thi công. Và các bạn thấy rất rõ là hiện nay ngay cả cái đường sắt Cát Linh Hà Đông này, đúng như ông Đinh La Thăng đã nói và đã dự đoán, cũng như ông đã có thái độ rất rõ ràng với Trung Quốc, thì hiện nay dự án này đang dậm chân tại chỗ và gây ra rất nhiều thất thoát lãng phí về tiền của mà vẫn không thể hoàn thành. Mặc dù lúc đó ông cũng đã có những cái ý kiến rất rõ ràng và cụ thể như thế này, nhưng cuối cùng thì những cái người mà đấu tranh chống Trung Quốc và phản đối Trung Quốc một cách ra mặt như vậy thì họ lại bị những người đứng đầu Đảng Cộng sản và dưới sức ép của Trung Quốc loại bỏ khỏi Đảng Cộng sản với nhiều cái lý do khác nhau. Và tất nhiên để thưởng công cho đường lối thân Trung Quốc như thế thì Trung Quốc sẽ ủng hộ người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mặc sức cho ông xây dựng đảng theo mô hình mà ông đã học từ những năm 80, đã bị loại thải tại Liên Xô, cũng như ép Việt Nam phải theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy tai họa. Đây cũng chính là người đã ký kết các hiệp định hợp tác có thể rất mờ ám và gây hại cho nền độc lập của Việt Nam. Và mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn suy nghĩ và luôn luôn cũng có những phát ngôn rằng nghi ngờ về chủ nghĩa xã hội, nhưng ông lại vẫn yêu cầu cả đất nước Việt Nam với trên 90 triệu người phải đi theo, thì điều đấy rất tai hại. Và cụ thể nhất các bạn có thể chứng kiến việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nói xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm,
đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? Thì đây là câu hỏi ông đặt ra trước mọi người. Nhưng như vậy là năm nay 2019 thì như vậy hết thế kỷ này thì các bạn cũng phải gần hơn 80 năm nữa thì cố gắng tiếp tục đi theo chủ nghĩa xã hội theo như ông đã chỉ, nhưng mà cũng chưa chắc đã đến, thì có thể còn hàng trăm năm hoặc nhiều trăm năm nữa, thì điều đó cũng chúng ta phải kiểm định trong thời gian tới. Và để thoát khỏi sự kìm kẹp từ Trung Quốc một cách hòa bình, Việt Nam cần dân chủ hóa đất nước, đa đảng, bầu cử tự do để trên 90 triệu người dân được thực hiện quyền bỏ phiếu hợp pháp của mình, lựa chọn ra những người đứng đầu thực sự xứng đáng, đưa đất nước hội nhập với thế giới văn minh trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ những video này cũng như bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất với những thông tin trung thực nhất. Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới.